Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị, xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục đến ngay với nội dung tập số 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Lương quay sang nhìn Tư, còn chưa kịp nói hết câu thì Tư đã với tay muốn lao đến rồi đoạn hét lớn: "Thầy ơi, cẩn thận, hắn ta!" Tên thầy bùa thủ dao trong người, nhân lúc thầy Lương chú ý đến Tư, hắn lợi dụng sơ hở, đồng thời nhận thấy cơ hội trốn thoát nên đã nhào đến dùng dao đâm vào người của thầy Lương. Lưỡi dao cắm sâu lút cán, thầy Lương khuỵu chân xuống, tên thầy bùa lao về phía cửa. Tôi cũng lao tới chỗ của thầy Lương, chấp nhận bỏ mặc cho tên thầy bùa chạy thoát. Từ đỡ lấy thầy Lương, mặt hoảng hốt, đôi mắt thất thần lo sợ: "Thầy ơi thầy, thầy có làm sao không à? Máu chảy nhiều quá." Bên trong nhà tối om do nến đã tắt hết, tôi cảm nhận được cơ thể của thầy Lương đang khẽ run lên. Nhà đưa tay nắm lấy tay của Tư, thầy Lương bấy giờ thều thào: "Con ở đây, còn mọi người đâu? Họ đã đi chưa?" Tư liền vội đáp: Đi cả rồi thầy ơi. Con bảo họ về nhà rồi quay lại tìm thầy. Thì đừng nói nữa, để con cõng thầy đi tìm người giúp." Kề chặt người của Tư lại, thầy Lương đầu đớn nói: "Đau quá, ta không đi được nữa rồi. Mọi người an toàn là tốt rồi, chỉ tiếc để hắn ta trốn thoát. Tư à, người ta nói con là người có tâm tốt, có thiên phú với việc cải táng mộ phần. Chưa tới một tháng thầy trò ở cạnh nhau, nhưng ta luôn cảm giác chúng ta đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi." Từ rơi nước mắt nức lên nghẹn ngào: "Thầy ơi, thầy đừng nói nữa. Máu vẫn còn chảy nhiều lắm này, ướt hết áo của thầy rồi. Để con cõng thầy đi tìm người nhá." Thầy Lương lại xua tay: "Không cõng được đâu. Hắn ta đâm dao vào bụng ta, giờ con cõng khắc nào càng khiến dao đâm sâu hơn." Từ thút thít: "Đúng rồi, để con bế thầy." Thầy Lương lại tiếp: "Không, không kịp nữa rồi. Ta là thầy thuốc, tôi biết dao đã đâm vào phủ tạng. Trên đường tới đây còn cũng thấy rồi đó. Chỗ này vắng vẻ, xa khu dân cư. Giờ đã quá nửa đêm, chẳng ai cứu được ta nữa rồi. Cuộc đời ta buôn ba vậy mà đã hơn 40 năm cô độc. Ta nhớ lần đầu nắm tay con, ta cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay này. Nó rất giống với tay của ta. Ta đã nghĩ đến ngay việc nhận con làm học trò chuyên nghề bốc mộ. Và ta đã không lầm, con là người phù hợp để làm công việc này. Với người ngoài có thể đây là một việc vất vả nhem nhuốc, đôi khi còn đáng sợ. Thế nhưng khi chúng ta rửa từng khúc xương, từng đoạn cốt, cũng chính là đang an ủi linh hồn của người đã khuất. Bàn tay mang hơi ấm của dương khí giúp linh hồn người chết cảm thấy ấm áp, khiến gì cốt nọ như được sưởi ấm sau nhiều năm chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo đầy buồn nhớ nhấp. Việc này thực sự cao quý, tuy không thể đem lại cho con quá nhiều tiền bạc, nhưng lại có thể giúp cho con tích phúc tích đức về sau. Hãy thận trọng." Nước mắt lã chã, Tư vừa khóc vừa nói: "Con nhớ rồi. Thời gian ở bên cạnh thầy đã cho con học hỏi được nhiều điều. Giờ có thể mà con mới tìm được việc mà mình cảm thấy phù hợp. Tại con mà thầy dân đông nỗi này, chứ con xin lỗi." Thầy Lương khẽ run lên, mấp máy môi cố gắng gượng những lời sau cuối: "Phải chị, ta có thể chỉ dạy con thêm nhiều điều nữa. Học trò của ta, sau này con phải cố gắng thật nhiều. Ta đi đây."
Xất lời, tay của thầy Lương buông thõng xuống, cơ thể bất động. Tư ôm chặt lấy thầy Lương rồi gào khóc. Không, thầy không được chết thầy ơi. Thầy tỉnh lại đi. Có ai không? Có ai không cứu thầy tôi với thầy ơi. Trong cuộc đời của mình sống đã hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ Tư khóc to đến mức như vậy. Nước mắt chẳng hiểu từ đâu cứ như vậy chảy xuống không ngừng. Phần vì thương tiếc thầy Lương, phần vì tự trách bản thân đã khiến cho thầy Lương phải mất mạng. Cho nên Tư cứ đấm tay xuống đất liên tục. Thầy ơi, thầy chết đừng chết mà, con phải làm sao đây thầy ơi. Đột nhiên có một bàn tay đặt khẽ lên đầu của Tư. Ta sống lại rồi đấy. Tức là giọng nói của thầy Lương. Tư đang gục đầu tên đấm vào trong nền đất. Nghe vậy thầy vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, thì quả nhiên thầy Lương đang ngồi trước mặt xoa đầu của Tư. Ôi mẹ, sao thầy lại... Tư thất kinh bật vía, bất giác lùi về đằng sau, miệng ú ớ. Thầy Lương được đà chuyển giọng ồm ồm giật cục. Con sao vậy? Chẳng lẽ con không muốn ta sống lại hả? Trong bóng tối mịt mùng, cái khăn vấn trên đầu của thầy Lương rơi xuống đất, khiến mái tóc dài vốn được búi cao gọn gàng bung ra, xõa xuống lòa xòa. Mà tóc bạc trắng càng làm cho Tư sợ đến đứng tim. Tư bấy giờ hét lớn. Má! Hai chân buồn rùn lầy bầy không đứng lên được. Tôi chỉ còn cách quỳ một người mà chắp tay lạy như tế sao. Con lạy thầy. Con biết lỗi tại con mà khiến thầy phải chết. Nhưng con còn trẻ người non dạ, lại là học trò của thầy, cả không phải người đâm thầy. Thầy sống khôn thật thiên, anh minh lỗi lạc, bao dung nhân đức. Thầy phải tìm đúng người mà trả thù chứ. Thầy tha cho con. Con xin thể trước vong linh của thầy, con sẽ tìm được thằng khốn kia để trả thù cho thầy, sẽ chôn cất thầy mộ yên mà đẹp. Thằng ngày ăn nói lộp bộp thiếu suy nghĩ, thế mà vào lúc cấp bách tinh thần bị đe dọa, Tư lại sổ ra vài khấn, vừa hợp tình lại vừa hợp lý. Chỉ có điều do sợ quá nên khấn hơi vấp. Khấn xong, Tư cúi đầu sát đất không dám ngẩng lên. Bốn bề im ắng không có một tiếng động, cũng không còn nghe tiếng giọng nói của thầy Lương nữa. Gió từ bên ngoài khẽ lùa vào trong qua cánh cửa, khiến cho Tư dùng mình nổi da gà. Thường hé mắt lên thì tiếp tục tá hỏa. Bởi trước mắt của Tư, đôi giày vải của thầy Lương thường đi vẫn còn đang hiện hữu. Tư định lạy tiếp, khấn tiếp thì thầy Lương cười phá lên, rồi đoạn cúi xuống đưa tay đỡ Tư dậy. Thế được rồi, đứng lên nào. Cái thằng ngốc này, ta vẫn còn sống. Chỉ có chết đâu mà ngươi khóc tỏ vậy chứ. Ngẩng đầu lên nhìn cho kỹ này, sao vào người của ta xem là người hay là ma. Tư vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng khi chạm vào tay thầy Lương, Tư thấy tay của thầy rất ấm. Rụt rè đưa ngón tay chọt chọt nhẹ vào người của thầy Lương, chọt thêm vài cái. Tư mấp máy. Thầy, thầy không phải là ma, thầy còn sống. Thầy Lương bấy giờ đáp. Tất nhiên rồi, ta làm sao có thể dễ chết được vậy chứ. Mặc dù có những lúc ta muốn chết thật, nhưng đó là khi chưa gặp con. Phải biết làm sao khi ta lại đi nhận một tên học trò ngốc như con vậy chứ hả? Tư mừng rỡ lao vào ôm chầm lấy thầy Lương, lại càng khóc lớn hơn. Thầy còn sống, đúng là thầy còn sống rồi. Con mừng quá thầy ơi, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Đoàn Tư sờ tay xuống phần bụng bị dao đâm của thầy Lương, áo của thầy Lương ướt nhẹp. Để cho chắc ăn, Tư vén cả vạt áo chúi đầu nhìn. Sao lại không có vết thương nào cả? Rõ ràng thì bị cái thằng khốn ấy đâm trúng cơ mà. Thầy Lương mỉm cười, đoạn nhặt từ tay nải dưới đất lên. Thầy Lương nói, đúng là ta đã bị đâm trúng, nhưng ơn trời nhát dao đó hắn chỉ đâm vào tay nải mà thôi. Từ bấy giờ há hốc mồm ngạc nhiên. Vậy chỗ máu đó là sao? Có thấy máu chảy ướt hết cả áo của thầy mà. Thầy Lương mở tay nải, con dao vẫn còn cắm vào trong tay nải, xuyên qua lớp vải đâm trúng vào chai nhựa nhỏ bên trong. Đó không phải là máu mà chỉ là nước thôi. Mũi dao cắm vào chai nước ta để trong tay này. Mặc dù thoát nạn nhưng vừa rồi thực sự nguy hiểm. Nếu hắn không nhắm vào ta mà lao về phía con, chỉ e là không được may mắn như vậy.
Giờ thì mọi thắc mắc đều đã được giải đáp từ cầu nhau. Vậy mà thầy còn làm bộ sắp chết chứ, chần chối nói như là đứt hơi đó. Thầy cố tình dọa con, làm con tưởng thì chết thật chứ, khóc như cái thằng ngộ ấy. Thầy Lương vỗ vai của Tư nhỏ nhẹ. Đâu là vừa rồi ta có hơi quá. Nhưng mà nhờ đó ta biết mình không chọn nhầm học trò. Ngoài ra ta cũng muốn dạy con một bài học. Làm việc gì cũng bình tĩnh, phán đoán tình huống, xử lý một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu không thì hậu quả khôn lường. Thử nghĩ mà xem, hôm nay không có tay này cùng chai nước này, há chẳng phải ta đã bị đâm thủng bụng rồi sao? Tôi nhận thức được hàm ý trong câu nói của thầy Lương, cúi đầu lễ phép, tôi liền đáp. Con hiểu rồi thưa thầy à, chuyện hôm nay con sẽ luôn ghi nhớ. Thầy Lương gật đầu. Được rồi, chúng ta quay trở về nhà ông Thìn thôi. Chắc có lẽ mọi người đang lo lắng sốt ruột lắm. Từ bấy giờ hỏi, nhưng mà để cho tên đó chạy thoát liệu có sao không thầy? Thầy Lương thở hắt ra rồi đáp. Mặc dù ta đã khiến cho hắn tự hủy đi thứ tà pháp hắn đã tu luyện, thế nhưng có vẻ như tên này vẫn còn đang nắm giữ một bí mật ẩn chứa huyền cơ rất lớn. Nhưng thôi đành vậy, ít nhất trong thời gian này hắn không thể hại người bằng bùa chú tà đạo được nữa. Mọi chuyện để sau hãy tính. Lưới trời lồng lộng nhân quả nhãn tiền, là mác thiên địa bất dung, trước sau thì cũng phải trả giá. Quay trở về nhà ông Thìn trước, sáng mai ta có việc quan trọng cần phải làm hơn. Đi thôi. Lão già khốn kiếp, hại ta dần nồng nỗi này. Nhưng mà không sao, chỉ cần ta tìm được thứ đó, tất cả đều thuộc về ta. Trong bóng tối, các thầy bùa cắn răng chịu đau chạy thục mạng. Không biết hắn sẽ đi đâu và làm gì, nhưng rõ ràng sự lo lắng của thầy Lương khi nói chuyện với Tư là hoàn toàn có cơ sở. Kẻ này thực sự đang có mưu đồ về một bí mật ẩn chứa huyền cơ vô cùng to lớn. Hai giờ sáng tại nhà của ông Thìn. Từ lúc về đến giờ, cả nhà ông Thìn lẫn bà Lanh cứ đi ra đi vào. Chán thật lại đứng lên ngồi xuống, thấp thỏm lo âu, không biết tình hình của thầy Lương và Tư ra sao. Cứ đổ 5-10 phút bà Lanh lại hỏi ông Thìn. Sao mãi mà chưa thấy thầy Lương với thằng Tư ông nhà? Ông Thìn cũng đang nóng hết cả ruột, nghe vợ hỏi nhiều quá bèn quay ra rồi cáu. Bà hỏi thế bố tôi chả trả lời được. Hai vợ chồng ở nhà như nhau, hỏi cứ như đánh đố. Đang rối cả đầu đi, cứ đợi mãi thế này ẹn không ổn đâu. Hay là bây giờ tôi quay lại chỗ đó xem thế nào, nhờ có chuyện gì còn biết. Bà Lanh lắc đầu đáp. Đêm hôm thế này ông đi nguy hiểm lắm. Hay là mình chạy sang nhà bác Phi tổ trưởng, nói bác ấy một câu. Có gì người ta còn điều động thêm dân phòng, thêm người thêm phần yên tâm. Ông Thìn gật đầu đồng ý với đề xuất của vợ. Mặc thêm cái áo, ông với tay lấy cái đèn pin, đầu đội mũ cối. Ông Thìn toan bước ra sân thì từ bên ngoài cổng có thấp thoáng bóng người. Bác Thìn ơi, mở cổng cháu với, cháu Tư đây. Nghe giọng của Tư, ông Thìn vội vàng chạy ra. Thấy có cả thầy Lương, ông Thìn mừng quính, ngoái ngổ vào bên trong rồi gọi vợ. Mình ơi, thầy Lương với thằng Tư về rồi này. Mở cổng cho thầy Lương, ông Thìn rối rít hỏi. Thầy có làm sao không? Cả hai không bị thương chỗ nào chứ? Vợ chồng tôi thấp thỏm từ lúc ấy đến giờ. Thầy Lương liền đáp. Chúng tôi không sao, vợ trong nhà đi rồi nói chuyện. Đi vào trong nhà, bà Lanh nhanh nhậu bưng ra hai cốc trà gừng vẫn còn nóng bốc khói nghi ngút. Thầy Lương, cháu Tư, hai người uống đi cho ấm mà. Tạ ơn trời Phật không ai làm sao. Nhấp một ngụm trà gừng, thầy Lương hỏi. Bọn trẻ thế nào rồi? Ông Thìn trả lời. Cả ba đứa chúng nó đều ổn thầy à. Lúc thầy bảo chúng tôi đưa bọn nó ra ngoài một lúc sau, cả ba đứa chúng nó trở lại bình thường. Đúng như thầy nói, chúng nó chẳng nhớ gì cả, chẳng biết tại sao lại đi ra chỗ hoang vắng đó. Sau đó cháu Tư nói thầy dặn nếu mấy đứa kia mà tỉnh thì mau chóng đưa về nhà. Vợ chồng tôi nghe theo cho nên...
Thầy Lương liền mỉm cười. Tôi hiểu, đúng là tôi đã dặn Tư như vậy. Hai vị không cần cảm thấy có lỗi, các vị làm như vậy là rất đúng. Chuyện bùa ngài là không thể coi thường, sơ sẩy một chút thôi là nguy hiểm đến tính mạng. Nói cho mọi người an tâm, bùa ngài trong người cái Diệp như những người khác đều đã được hóa giải. Sau khi tên thầy bùa kia tự tay bứt đi sợi tóc máu mà hắn liên kết với tâm thức của những cô gái bị hắn bỏ bùa, cơ thể người bị bỏ bùa ít nhiều cũng phải mất vài hôm để khôi phục. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ăn chay tịnh độ 3 ngày là sẽ khỏe. Bà Lành bấy giờ nói, chẳng trách sau khi về đến nhà, cả ba đứa nó đều kêu mệt mỏi buồn ngủ. Mặc dù như cái Diệp ngủ nguyên một ngày hôm nay, liệu như thế có sao không hả thầy? Thầy Lương đáp, không sao đâu. Cơ thể người bị bỏ bùa thường sẽ mất đi sinh khí, dẫn đến mệt mỏi, ốm đau và bệnh tật. Cũng may tên thầy bùa kia vẫn chưa kịp giở trò với đám nhóc, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cứ để cho bọn nó ngủ, sáng mai vặt thật nhiều lá bưởi, đun lấy nước tắm, dùng nước lá bưởi lau dọn toàn bộ nhà cửa là được. Nhớ 3 ngày tới chỉ nên ăn chay, không nên ăn mặn. Hơi tế nhị nhưng mà đi nặng thì chú ý màu phân. Khi nào phân không còn màu đen nữa là tà khí trong người đã được đào thải hết. Bà Lanh vâng dạ gật đầu ghi nhớ. Ông Thìn hỏi thêm, mà thầy ơi, vậy còn chỗ bánh mì mà thầy dặn tôi mua từ chiều tối hôm qua tính sao à? Thầy Lương khẽ cười đáp, xin lỗi anh, có lẽ chỗ bánh mì đó không cần dùng tới nữa. Sáng mai nhà anh cứ đem đi phát cho bà con chòm xóm quanh để lấy thảo. Tư liền ngạc nhiên, ủa thầy, thầy dặn mua nhiều bánh mì như vậy để làm gì hả thầy? Thầy Lương liền trả lời, trước giờ ta làm gì cũng thận trọng. Khi chưa tìm được kẻ bỏ bùa, ta dự tính sẽ giải bùa cho những cô gái bị hắn và mụ tị hãm hại bằng cách để họ ăn bánh mì có kèm với thuốc giải. Tư liền sốt sắng, có phải thầy định chiếm chỗ của mụ tị, sau đó cho mọi người ăn bánh mì, tự kế tiểu kế, sử dụng cách của chúng hóa giải bùa ngài? À, đúng là thầy của con có khác, tính toán thâm sâu khó lường mà lại vô cùng tường tận. Ông Thìn bấy giờ nói, nhưng bây giờ việc giải bùa đã xong nên không cần đến số bánh mì kia nữa, vậy là cũng chẳng cần phải tìm mụ tị phải không thầy? Thầy Lương lắc đầu đáp, bánh mì thì không cần dùng đến, tuy nhiên mụ tị kia chúng ta vẫn phải bắt mụ giải thích rõ, không để mụ vì lợi ích cá nhân mà đăng tâm hãm hại bà con xóm làng cho được. Ngoài ra nếu mụ tị có liên quan đến cả thầy bùa kia thì tôi có một số việc muốn hỏi mụ. Phiền bác Thìn sáng ngày mai đi cùng tôi ra chợ gặp mụ tị. Hàng bánh mì của mụ đảm bảo ngày mai ế không có khách nào cho mà xem. Có chút vướng mắc nãy giờ mà đến lúc này bà Lanh mới dám hỏi. Thầy Lương ơi, hai người về đây rồi, vậy còn tên thầy bùa đó thì sao à? Tư định nói nhưng thầy Lương lên tiếng trước. Lương tôi bất tài, trong lúc sơ hở đã để cho hắn chạy thoát. Đó cũng là lý do tại sao ngày mai tôi muốn tìm mụ tị để hỏi cho rõ ngọn ngành. Được rồi, thưa không còn sớm, cả ngày hôm nay ai cũng đều mệt mỏi, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt đi. Thầy Lương cùng Tư xin phép về phòng nghỉ trước. Còn lại hai vợ chồng bà Lanh nhìn ông Thìn, nét mặt có chút sợ hãi. Ông ơi, tên thầy bùa đó trốn thoát rồi, liệu khi nào hắn quay lại trả thù nhà mình không? Tôi sợ lắm. Bà Lanh run giọng. Ông Thìn chép miệng thở hắt ra. Có thể Lương ở đây tôi nghĩ hắn có gan cũng chẳng dám đến đâu. Bà cũng thấy rồi đấy, thầy Lương không đơn thuần chỉ là một người bốc mộ. Ông ấy liệu việc như thần. Với nữa không có thầy thì con bé Diệp hôm nay gặp nạn rồi. Trước mắt đừng suy nghĩ nhiều quá, lo mà đối đãi giữ chân thầy lại càng lâu càng tốt. Như vậy gia đình ta cũng sẽ an tâm hơn. Bà Lanh gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Thôi ông xem đóng cửa cài then cho cẩn thận rồi đi ngủ, sáng mai còn dậy đi với thầy. Mấy đứa kia để mai trời sáng tôi đưa tụi nó về nhà. Ban đầu nghe thầy Lương nói tôi còn bán tín bán nghi, đến lúc theo con Diệp đi tận sang bên Đức Long mới thấy khiếp đảm. Không ngờ bây giờ cái chuyện bỏ bùa bỏ ngải lại đáng sợ như vậy. Phúc đức nhà ta phải lớn lắm
mới mời được thầy về nhà. Nói đoạn bà Lanh chắp tay, hướng nhìn về bàn thờ gia tiên rồi bái lại. Cảm ơn trời Phật, cảm tạ gia tiên phù hộ độ trì gia đình con điểm hung hóa lành, tai qua nạn khỏi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng hôm sau, ông Thìn dậy từ lúc 6 giờ, đang định xuống dưới nhà gọi thầy Lương, thì đúng lúc thầy Lương chuẩn bị xong xuôi mở cửa bước ra. Ông Thìn cúi đầu chào hỏi: "Thầy dậy rồi à?" Thầy Lương đáp: "Tôi dậy từ sớm rồi, cậu đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi được rồi chứ?" Ông Thìn vâng dạ thưa: "Dạ mời thầy, tôi cũng xong cả rồi, ta đi thôi." Ông Thìn cùng thầy Lương đi ra chợ, biết chỗ mộ tỷ bán hàng nên cả hai tìm đến ngay. Tuy nhiên không giống như suy đoán của thầy Lương, hôm nay mộ tỷ nghỉ không bán chắc gì cả. Sạp hàng của mộ đồ đạc, bếp than nguội lạnh, bên trên phủ tấm bìa các tông đậy lại. Chẳng lẽ mộ ta thay động cho nên bỏ trốn phải không thầy? Ông Thìn hỏi, thầy Lương đáp: "Cũng không ngoại trừ trường hợp này. Thôi được rồi, phiền anh dẫn tôi đến nhà mộ một chuyến xem sao." Ông Thìn tiếp tục dẫn đưa thầy Lương đến nhà mộ tỷ. Nhà mộ ở cách khu chợ chừng một cây số, nằm trong khu dân sinh khá là đông đúc. Lúc đến khu mộ tỷ ở thì gần 7 giờ sáng. Cách nhà mộ chừng vài chục mét thì cả hai thấy bên ngoài đường tập trung khá đông bà con đang đứng. Họ đang chỉ trò bàn tán xôn xao. Tiến lại gần, ông Thìn hỏi một người đang đứng ở đó: "Có chuyện gì vậy chú? Sao tập trung bà con xem đông vậy à?" Người này quay sang rồi trả lời: "Mụ tị chết rồi. Chắc là chết từ khoảng đêm rạng sáng ngày hôm nay. Bàn sớm có người đi qua thì cổng mở toang, trong sân lại có cả vết máu cho nên tò mò đi vào nhà gọi. Và đến nơi đã thấy mụ chết từ bao giờ đó. Máu me chảy linh láng khắp nhà. Bà con kháo nhau là mụ bị giết." Ông Thìn há hốc miệng lắp bắp hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn: Mụ tị chết rồi à? Chứ không nói đùa chứ?" Người đàn ông đứng đó quay sang rồi cáu: "Tôi đâu có điên mà đem cái chuyện sống chết của người khác ra đùa. Hơn nữa bao nhiêu người đứng xem, có cả công an, cái đùa là đùa thế nào? Vớ va vớ vẩn." Đoàn người này gạt tay ông Thìn bước ra khỏi đám đông không xem nữa. Cùng lúc ấy có công an viên xã đi ra hô hào bà con giải tán: "Nào mọi người nên về nhà đi. Chuyện ở đây đã có công an lo rồi. Đừng tập trung trước hiện trường vụ án. Ai về nhà nấy để làm việc đi ạ." Dù hiếu kỳ nhưng thích công an ra dẹp, cho nên bà con cũng nhanh chóng giải tán. Giờ cũng là giờ đi làm, thành ra chỉ còn lác đác vài người cố nán lại hóng hớt tình hình. Ông Thìn nhận ra viên công an vừa nói: Tân ơi, mày ở đây hả?" Ông Thìn vẫy tay gọi. Phi công an tên Tân nghe thấy có người gọi mình thì quay sang nhìn, đoạn cười đáp: "Hả, bác Thìn, sao bác lại ở đây? Bác đang đi đâu vậy ạ?" Ông Thìn khẽ gật đầu: "Bác à, sang bên này có việc. À mà Tân ơi, mụ tị chết thật à? Sao lại chết thế?" Thế đi cùng ông Thìn là một cụ râu tóc bạc phơ. Tân cúi chào, có điều gì đó ngại nói ra. Ông Thìn hiểu ý cho nên giới thiệu: Đây là bác Lương, là người quen của bác, không phải là người ngoài đâu. Còn giới thiệu với bác Lương, đây là thằng cháu Tân, là cháu bên họ nhà vợ tôi đấy. Đây là công an xã duy nhất." Tân bấy giờ lễ phép: Cháu chào ông ạ." "Chào anh Tân nhá. Cháu của cô Lanh chẳng trách nhìn tôi cứ thấy ngờ ngờ." Thầy Lương đáp. Tân cười đoạn ghé sát tai của ông thì nói nhỏ: "Mụ tị bị giết bác ạ, hung thủ bỏ trốn rồi. Không biết có thù oán với ai mà kẻ giết người ra tên độc ác lắm." Ông Thìn bấy giờ thì thào hỏi: "Độc ác là làm sao?" Tân khẽ rùng mình đáp: "Mụ tị bị cắt cổ, bị đâm 2 nhát dao vào bụng. Nhưng mà đáng sợ nhất chính là tên sát nhân còn mổ phanh ngực moi tim của nạn nhân. Ghê lắm bác ạ. Lúc mà dân người ta báo lên xã, trông cháu xuống nhìn mà còn sợn hết cả da gà. Máu me linh láng bắn tung tóe khắp nơi. Chưa bao giờ cháu nhìn thấy hiện trường vụ án nào mà kinh khủng đáng sợ như vậy. Thế cho nên mới phải nhanh chóng giải tán bà con, tránh đồn đoán gây hoang mang.
Nói thế chứ án mạng cỡ này công an xã bọn cháu cũng chẳng dám kết luận bừa bãi đâu. Đã báo lên trên huyện rồi, đang chờ phía huyện cử người xuống khám nghiệm tử thi đó bác ạ. Thầy Lương bấy giờ hỏi Tân. Người chết bị moi cả tim, anh Tân có biết nạn nhân chết vào khoảng mấy giờ không? Tân liền đáp. Dạ bị moi tim ông ạ. Chúng cháu đã tìm kiếm tất cả mọi nơi bên trong nhà, nhưng không thấy quả tim của nạn nhân ở đâu. Có lẽ tiền sát nhân đã đem theo. Bên cạnh đó tủ đồ cũng bị lục tung. Bước đầu theo như phán đoán, nạn nhân chết vào khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Tiền bạc đồ trang sức cũng bị lấy hết. Thời gian gần đây tỉnh có chỉ đạo xuống là phát hiện một loại ma túy mới, có thể khiến con người ta gặp ảo giác cực mạnh. 2 tháng trước trên huyện cũng có 3 trường hợp sau khi sử dụng loại ma túy này đã phát điên, cầm dao chạy ra đường chém người vô tội vạ. Tạm thời vẫn chưa xác định được nguồn gốc cũng như là thành phần của thứ ma túy kia, nên cũng chưa có thông báo rộng rãi. Trong lúc khám xét hiện trường, phía công an bọn cháu phát hiện bộ tỷ có giấu 2 cái lọ, một đỏ một vàng, ở trên bàn thờ phía sau bát hương. Khi mở ra thì thấy mùi hắc hắc. 2 lọ đều chứa dung dịch cùng màu với từng lọ. Nói tóm lại là cái chết của bộ tỷ còn ẩn chứa nhiều nghi vấn. Bác Thìn à, bác nhớ dặn bác Lanh với em Diệp, đi đâu ra ngoài chú ý đóng cửa, khóa cổng cẩn thận. Hiện giờ chưa bắt được hung thủ, không ngoài trừ khả năng hắn vẫn đang lẩn trốn quanh đây. Chắc một lát nữa sẽ có loa thông báo ở trong toàn xã. Thôi, ông với bác cũng về đi à, chỗ này không nên nán lại đâu. Cháu phải vào trong xem là một số thứ cho các anh trên huyện xuống để bàn giao. Ông Thìn muốn hỏi thêm, nhưng Tân đang vội chào rồi đi vào trong nhà mụ tị. Cái thằng này mới nói có một tí đã vội né rồi. Ông Thìn cầu nhàu. Thầy Lương bấy giờ đáp. Cháu của anh là một người hiểu chuyện. Đúng ra những việc như vậy không ai người ta kể cả. Nó nể lắm mới nói cho anh đánh cẩn thận. Mà anh Thìn này, nếu anh không muốn gặp rắc rối thì tốt nhất đừng đem chuyện đêm qua cùng con bé Diệp nó ra cho công an biết. Bởi kẻ giết người rất có thể chính là tên thầy bùa đêm qua chúng ta gặp. Thầy Lương quay người bước đi. Ông Thìn vội chạy theo rồi đoạn hỏi. Tôi cũng đoán vậy, nhưng chỉ không hiểu tại sao hắn lại giết mụ tỷ. Đã vậy còn moi tim của mụ nữa. Hắn moi tim người để làm gì vậy thầy? Thầy Lương liền trả lời. Thứ bùa phép tên đó tu luyện là tà đạo. Những kẻ luyện bùa tà đạo thường sử dụng máu người để thi luyện bùa chú. Đáng sợ hơn còn có nhiều kẻ uống máu người mỗi ngày để nâng cao tà lực. Quả tim là thứ quý giá nhất trong cơ thể của con người. Đối với đám bảng môn tà đạo thì đó không khác gì một loại thần dược để bồi bổ cơ thể. Ông Thìn dùng mình sờn ra gà. Ý của thầy là hắn moi tim mụ tị là để ăn ư? Thầy Lương gật đầu. Đúng vậy. Có vẻ như sau khi bị ta ép hủy đi căn cơ tà pháp mà hắn ta tu luyện nhiều năm qua, cái này không chịu quay đầu buông bỏ ác nghiệp, ngược lại càng sinh ra sát ý, mất đi nhân tính và bản ngã. Sau khi ăn tim người, có lẽ hắn đã khóa quỷ niệm rồi. Quỷ niệm là gì vậy thầy? Ông Thìn run giọng hỏi tiếp. Đi được một khoảng chừng 30 mét, thầy Lương đứng lại nhìn về phía mụ tỷ, lắc đầu thở dài. Thầy Lương nói, quỷ niệm có thể hiểu nôm na là con người phát sinh ý niệm của ma quỷ, khao khát dục vọng đen tối như thù hận, tà dâm, tham lam vô độ. Vốn dĩ những kẻ đi theo tà đạo, trong sâu thẳm con người chúng đã luôn tồn tại một con quỷ. Thứ duy nhất khống chế con quỷ trong tâm thức chính là bản ngã. Có thể bản ngã của chúng vô cùng xấu xa, tuy nhiên chúng vẫn biết mình là ai, làm chuyện ác với mục đích gì. Nhưng một khi từ bỏ đi bản ngã, bán trọn linh hồn cho ma quỷ, thì lúc đó quỷ niệm được sinh ra. Tuy nhiên đó mới chỉ là ý niệm, còn để hóa quỷ thực sự còn cần thêm thời gian và một số điều kiện khác. Ông Thìn nghe mà tái cả mặt. Chuyện ma quỷ xưa nay ông nghe cũng nhiều, thế nhưng chưa lần nào chỉ nghe mà đã khiến cho ông Thìn sợ tới mức độ này. Dĩ nhiên ông Thìn có lý do để sợ. Thứ nhất, kẻ giết mụ tị moi tim khả năng cao chính là tên thầy bùa đêm qua vợ chồng ông nhìn thấy khi đi theo con gái ra tận cánh đồng bên thôn Đức Long. Điều thứ hai khiến ông sợ
chính là những lời mà thầy Lương vừa nói. Và điều cuối cùng khiến ông Thìn sợ hơn cả thầy là bởi vì con gái của ông không may cũng có liên quan đến tên thầy bùa kia. Đêm hôm qua hắn chưa làm được gì đã bị thầy Lương trấn áp. Nghe thầy Lương kể thì gã thầy bùa cũng tổn hại nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông Thìn đang lo giống như lời của vợ ông bà Lanh nói đêm qua. Liệu có khi nào hắn sẽ quay lại trả thù nhà mình không? Ánh mắt thất thần khi ông Thìn giật mình nhìn theo, thầy Lương đã đi trước vài bước. Dạo bước thật nhanh, ông Thìn với theo thầy Lương hoang mang rồi hỏi. Vậy để hóa thành ma quỷ, hắn còn cần thứ gì nữa hả thầy? Thầy Lương trả lời. Chẳng phải vừa nãy tôi có nói rồi sao? Tim người đối với đám tu luyện bằng môn tà thuật chẳng khác nào là thần dược. Sau khi sinh ra quỷ niệm, thứ mà hắn thèm khát nhất chính là máu và tim người. Càng ăn được nhiều tim người, quá trình quỷ hóa càng được đẩy nhanh. Lẽ ra lúc đó ta nên mạnh tay hơn mới phải. Ông Thìn bấy giờ liền ấp úng. Liệu hắn có quay lại trả thù gia đình tôi không? Thầy Lương liền chép miệng. Nếu hắn làm vậy thì đó là chuyện may mắn, bởi tôi có thể diệt trừ con quỷ này. Điều mà tôi đang lo sợ chính là an nguy của bà con trong xã, thậm chí là cả những xã lân cận. Khi nào chưa bắt được con quỷ, khi đó mọi người chưa thể an toàn. Thôi được rồi, chúng ta về nhà trước rồi hãy bàn tiếp. Quay trở lại hiện trường xảy ra án mạng bên trong nhà mụ tỷ. Lúc này phía công an huyện cũng đã cử một đội điều tra nhanh chóng có mặt. Đã thông báo rộng rãi đến tất cả bà con trong toàn xã chưa? Thiếu tá Việt đội trưởng đội điều tra hỏi. Tân bấy giờ đáp. Báo cáo thủ trưởng, đã cho loa phường thông báo đến từng thôn, từng xóm rồi. Bên cạnh đó chúng em cũng cắt cử dân phòng các thôn tập trung thành từng nhóm 3 người, rà soát tất cả các khu vực vắng vẻ để lần ra dấu vết của hung thủ. Thiếu tá Việt gật đầu. Các cậu làm như vậy là đúng. Trên huyện đã đưa thêm lực lượng xuống hỗ trợ. Khi nghe báo cáo tôi nhận định rằng đây là một vụ án giết người cướp của đặc biệt nguy hiểm. Tiến lại gần thi thể, thiếu tá Việt bấy giờ hỏi đội pháp y. Thời gian tử vong là khoảng mấy giờ? Một người trong đội pháp y trả lời. Khoảng 2 giờ sáng, nạn nhân tử vong bởi nhiều vết thương chí mạng. Trong đó phải kể đến vết cắt cổ sâu tới tận sụn giáp, đứt toàn bộ động mạch cảnh khiến nạn nhân chảy rất nhiều máu. Cái đó là 2 nhát dao đâm vào ổ bụng dưới và cuối cùng khoang ngực bị mổ banh. Hung thủ đâm moi tim của nạn nhân. Nhìn thi thể của mụ tỵ, ngay đến bản thân thiếu tá Việt cũng phải nhăn mặt, bởi kẻ giết người đã ra tay quá man dợ và tàn độc. Thiếu tá Việt liền hỏi Tân. Hoàn cảnh thân nhân của nạn nhân thế nào? Đã tổng hợp được gì chưa? Tân liền đáp. Dạ báo cáo thủ trưởng, nạn nhân là Vũ Thị Thái Tị, 39 tuổi, đã ly hôn chồng cách đây 5 năm. Hiện đang sống độc thân không con cái. Nạn nhân bán hàng ở khu chợ An Hội. Thiếu tá Việt liền hỏi tiếp. Nạn nhân có hiềm khích hay là thù oán với ai không? Tân bấy giờ trả lời. Nếu nói là hiềm khích hay là thù oán thì chắc không có. Nhưng tính tình của nạn nhân được đánh giá là khá trung hòa, cũng không được lòng bà con chòm xóm. Thế như điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy dạo gần đây, nạn nhân buôn bán rất tốt. Sau đó tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn. Người ở chợ nói tuy chỉ bán bánh mì, bánh bao với lại xôi vào buổi sáng, nhưng lúc nào cũng thấy nạn nhân đeo vàng. Đây có thể là một tình tiết đáng để tâm, bởi kẻ thù ác nhiều khả năng đã để ý, theo dõi nạn nhân từ trước. Thiếu tá Việt bấy giờ nói. Ý cậu là hung thủ để mắt tên nạn nhân và lựa lúc đêm hôm ra tay giết người cướp của. Tân gật đầu. Vâng, đúng vậy thưa thủ trưởng. Thiếu tá Việt lắc đầu nói. Không, tôi lại không nghĩ như cậu đâu. Tôi đoán rằng hung thủ và nạn nhân đã có quan hệ quen biết với nhau từ trước, nếu không muốn nói là thân thiết. Tân nghe vậy thì ấp úng hỏi. Sao lại như vậy à? Thiếu tá Việt nói tiếp. Chi tiết đầu tiên chính là ổ khóa ở bên ngoài cầm. Ổ khóa này không hề bị phá, mà là được người từ phía trong nhà mở ra. Thì nghĩ xem, nếu không có quen biết hoặc không thân thiết,
Cậu có mở khóa cổng cho một người lạ vào nhà lúc 1-2 giờ sáng không? Tiếp theo hãy nhìn ngăn tủ đựng đồ của nạn nhân. Trên đó không hề có vết máu. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã tự mở ngăn kéo để lấy đồ ra trước khi bị giết. Vết giày dính máu in ở hiện trường là cỡ giày của đàn ông. Tổng hợp các tình tiết có thể suy ra, hung thủ và nạn nhân là có quan hệ mật thiết. Bước về phía trước giường kê sát góc tường, chăn chiếu trên giường có chút xô lệch. Thiếu tá Việt dùng tay lật tung tấm chăn. Nhìn thật kỹ tấm chiếu, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy ở giữa tấm chiếu có một vệt nước thấm vào chỗ chiếu còn chưa khô. Dùng ngón tay khẽ miết lên vệt thấm màu đó, đoạn đưa lên mũi người, thiếu tá Việt nhăn mặt. Vậy là rõ rồi, mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân còn trên cả mức bình thường. Trước khi xuống tay, hắn và nạn nhân đã làm tình với nhau. Chết tiệt thật, cho tôi xin tờ giấy lau cái tay, ghê quá thôi. Tân nghe từng phân tích luận điểm của thiếu tá Việt mà chỉ biết trầm trồ thán phục. Thủ trưởng à, thủ trưởng giỏi thật đấy. Chỉ vừa đến hiện trường quan sát bằng mắt thường đã đưa ra được những kết luận vô cùng hợp lý. Thiếu tá Việt đáp, bây giờ không phải là lúc khen ngợi tôi. Khi đã xác định được manh mối thì việc chúng ta cần làm gấp chính là khoanh vùng các đối tượng, lập tức cho người đi điều tra về những mối quan hệ của nạn nhân với đàn ông ở trong thôn, hoặc là những người gần đây thường xuyên lui tới hoặc có xuất hiện cùng nạn nhân. Tập trung khai thác hàng xóm, các tiểu thương buôn bán ở ngoài chợ. Tân gật đầu rồi nghiêm giọng, rõ thưa thủ trưởng. Sau đó Tân cùng hai đồng chí công an khác nhanh chóng phân công nhau đi thực hiện nhiệm vụ. Còn lại tại hiện trường là thiếu tá Việt cùng hai người thuộc đội pháp y. Thi thể mụ tỷ cũng đã được bỏ vào trong túi đựng xác chuyên dụng. Thiếu tá Việt đi lại một vòng quanh hiện trường, trong đầu cố gắng tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc hung thủ ra tay độc ác, dã man đến như vậy. Động cơ của hắn rốt cuộc là gì? Nếu chỉ là hận tình cướp tài sản, hắn cũng không nhất thiết phải moi cả tim của nạn nhân. Hắn tính làm gì với quả tim đó? Mấy lúc trước còn ngủ với nhau, lúc sau sát hại không thương tiếc. Chẳng lẽ tên này bị điên hoặc có vấn đề về thần kinh? Chuyện này nếu không nhanh chóng giải quyết triệt để, sợ rằng nạn nhân không chỉ có một người. Trong lúc thiếu tá Việt đang chăm chiêu suy nghĩ, một người trong đội đem đến hai cái lọ bằng sứ, một vàng một đỏ. Thủ trưởng à, bạn ấy đồng chí công an xã bàn giao lại thư này. Thiếu tá Việt nhìn hai cái lọ rồi hỏi, là gì vậy? Đồng chí công an liền trả lời, em cũng không rõ. Bên trong mỗi lọ có chứa dung dịch sánh hơn nước một chút. Dung dịch trong lọ vàng có màu vàng, còn dung dịch trong lọ đỏ có màu đỏ. Đặc điểm chung là chúng đều có mùi nồng hăng hắc rất khó ngửi. Phía công an xã họ tìm được hai cái lọ này trên bàn thờ trong nhà của nạn nhân. Hướng mắt nhìn về phía bàn thờ, thiếu tá Việt nói, là bàn thờ treo trên tường kia phải không? Đồng chí công an gật đầu, dạ đúng rồi thưa thủ trưởng. Thiếu tá Việt mở nắp lọ đưa lên mũi người. Quả nhiên thứ mùi bên trong hai chiếc lọ này khá khó ngửi thực sự. Còn về dung dịch đựng trong lọ chưa thể biết được nó là loại nước hay là chất gì. Nhưng chi tiết hai cái lọ được giấu trên bàn thờ thoạt nghe đã thấy kỳ quái. Cất hai cái lọ này đi, sau đó đem về trụ sở công an huyện làm phân tích đi. Chưa biết chừng đây là một loại ma túy được liệt vào dạng chất dẫn thần. Chú ý cẩn thận, không ngoại trừ đây là một manh mối liên quan đến vụ án. Thiếu tá Việt chỉ đạo. Người đồng chí công an đáp, vâng thưa thủ trưởng. Đứng nhìn lên khu vực ban thờ treo trong nhà mụ tỷ, chẳng hiểu sao thiếu tá Việt có cảm giác lạ lạ. Thứ cảm giác này khiến con người ta bất an, nhưng không kém sự tò mò. Chẳng lẽ trên đó còn thứ gì khác? Chậm rãi tiến về phía bàn thờ, dẫu biết bàn thờ là nơi trang trọng trong mỗi gia đình. Thế nhưng chẳng phải trước đó, mấy viên công an xã cũng đã lục lọi rồi sao? Vậy là thiếu tá Việt kéo chiếc ghế gỗ, trèo lên phía trên cao đứng ngang ngực với mép bàn thờ. Một người trong đội pháp y thấy vậy thì hỏi, thủ trưởng định làm gì vậy ạ? Không đáp lại, thiếu tá Việt nhìn thật kỹ ba bát hương cùng một vài đồ vật bày trên ban mà nhà nào cũng có như lọ hoa, đĩa sứ, lọ đựng hương.
Bất chợt ánh mắt thiếu tá Việt nhìn chăm chăm vào bát hương ở chính giữa. Thủ trưởng sao vậy ạ? Có chuyện gì ư? Cấp dưới không thấy thủ trưởng đáp thì bèn hỏi tiếp. Thiếu tá Việt lúc này từ từ bê bát hương lớn nhất trên ban thờ bước xuống. Mấy viên công an đang có mặt lúc đó không khỏi giật mình. Chẳng biết tại sao đồng chí sếp lại lấy nguyên một cái bát hương trên bàn thờ xuống. Đặt bát hương ngay ngắn trên chiếc bàn của đội pháp y, thiếu tá Việt thở phụ một cái rồi bảo: để xem có gì không nào. Thủ trưởng à, thủ trưởng định làm gì vậy? Sao lại bê bát hương ở trên đó xuống? Một đồng chí trong đội điều tra ấp úng hỏi thiếu tá Việt. Thiếu tá Việt liền trả lời: sau khi xem kỹ bàn thờ, tôi nhận thấy một vài điểm khác thường giữa ba bát hương. Đầu tiên đó là số lượng chân hương trong ba bát hương không bằng nhau. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ chân hương ở bát hương lớn nhất ít hơn rất nhiều so với hai bát hương đặt hai bên. Thông thường nếu thắp hương sẽ thắp đều mỗi bát một nén, ba nén hoặc có thể là nhiều hơn. Cho dù có thắp một nén, người ta cũng ưu tiên cắm hương ở bát hương chính giữa. Bởi vậy chân hương ở bát hương chính giữa không thể nào ít hơn hai bát còn lại. Điều thứ hai, màu cho của bát hương ở giữa cũng khác biệt so với hai bát hương còn lại. Cho này là cho mới, màu sáng hơn cho cũ. Cuối cùng khi tôi nhấc bát hương ra khỏi bệ tam cấp, thì thấy phần đế nơi đặt bát hương cũng được lau sạch. Hai bát hương bên cạnh vẫn còn in hẳn rất rõ lớp bụi dày. Đồng chí công an trong đội pháp y liền hỏi: nhưng mà như vậy thì sao vậy thưa thủ trưởng? Chuyện nhang khói này nói lên điều gì ạ? Một thuộc cấp dưới quyền thiếu tá Việt liền đáp: điều này có nghĩa bát hương ở giữa đã có sự thay đổi về hình thức, đại loại như là chủ nhà thay cho mới, vứt đi những chân hương cũ. Chính vì vậy số chân nhang ở bát hương lớn chính giữa mới ít hơn hai bát còn lại. Nhưng mà thủ trưởng à, em vẫn chưa hiểu tại sao chủ nhà phải làm như vậy chứ. Đồng chí trong đội pháp y liền nói: có khi nào họ bao sái ban thờ nên thay cho rút chân nhang? Thiếu tá Việt lắc đầu: nếu là như vậy thì phải thay cho rút chân nhang ra cả ba bát hương. Bình thường không ai bao sái mà chỉ bao sái một bát hương cả. Cậu tiếp phân tích rất đúng. Vì một lý do nào đó mà chủ nhà chỉ thay cho duy nhất bát hương ở giữa. Sau khi thay cho mới bỏ đi chân nhang cũ, bắt đầu thắp hương lại nên số lượng chân nhang trong bát trong khoảng thời gian ngắn chưa thể bằng số lượng chân nhang ở hai bát hương bên cạnh. Đếm sơ qua chắc chỉ là độ trên dưới 30 chân nhang. Điều này khiến cho tôi liên tưởng đến một chi tiết đồng chí Tân làm việc ở công an xã có nhắc tới khi nãy. Công an tên tiếp lại hỏi: là gì vậy ạ? Thiếu tá Viện bấy giờ liền trả lời: đồng chí Tân có nói nạn nhân buôn bán ở chợ An Hội nhiều năm, nhưng mà thay đổi mặt hàng liên tục do không đem lại hiệu quả. Tuy nhiên trong khoảng một tháng trở lại đây thì đột nhiên phát tài rất đông khách. Dân ở chợ cũng đã nói khoảng thời gian này thấy nạn nhân đeo rất nhiều vàng rồi chỉ để đi bán hàng. Nói ra điều này sợ các cậu không tin, nhưng mà tôi nghĩ chuyện buôn bán của nạn nhân khả năng cao có liên quan đến hai cái lọ đặt trên ban thờ, cùng với việc bắt thương ở chính giữa có chút khác biệt. Đồng chí công an pháp y run giọng: ý của thủ trưởng, nạn nhân có thờ ma thờ quỷ? Thiếu tá Viện khẽ đáp: ma quỷ thì không rõ, nhưng tôi có linh cảm trong bát hương này có điểm bất thường. Để làm sáng tỏ ra việc này thì bây giờ tôi sẽ đổ cho trong bát hương ra, biết đâu bên dưới lớp cho lại ẩn chứa một thứ gì đó thì sao chứ. Tiếp bấy giờ lại hỏi: thủ trưởng, thủ trưởng định làm vậy thật sao? Liệu có, dù sao thì mấy thứ liên quan đến việc thờ cúng cũng không nên động tới. Thiếu tá Viện bấy giờ cau mày: chúng ta là công an, tất cả những chi tiết mở ra hướng điều tra giúp phát hiện manh mối đều cần phải chú ý một cách đặc biệt. Nếu có cầu sợ thì tôi sẽ làm một mình. Dứt lời, thiếu tá Viện bấy giờ nhổ từng cái chân nhang bỏ xuống khay đựng chuyên dụng. Vừa nhổ vừa đếm được đúng 33 chân nhang. Khi số chân nhang đã được rút ra hết, khi gạt đi lớp tàn nhang vương trên lớp trò bát hương, thiếu tá Viện bấy giờ vụt tay vào trong bát hương, sục sạo tìm kiếm trong sự thấp thỏm của thuộc cấp. Sao rồi à?
có gì không thủ trưởng? Thiếu tá Viện im lặng trước câu hỏi của mấy đồng chí công an trong đội, tập trung mò mẫm dưới đáy bát hương. Đột nhiên thiếu tá Việt dừng lại, ánh mắt mở to. Từ dưới lớp cho anh móc lên một vật gì đó nằm gọn trong lòng bàn tay. Đây rồi. Mọi người rắn chặt nhìn không chớp mắt khi thiếu tá Việt từ từ mở lòng bàn tay, rút đi lớp cho để vật đó dần lộ ra. Trong tay vị đội trưởng là một vật khá cứng, dài chừng ngón tay trỏ, được bọc cuộn lại bởi tấm vải nhung màu đen. Bên ngoài có buộc chỉ đỏ chia ra làm ba phần. Tiếp nhau mắt nhìn khẽ hỏi, cái gì vậy à? Đó cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người. Thiếu tá Việt, người đánh bảo bê bát hương xuống, đồng thời cũng là người lấy được vật này từ dưới lớp cho trong bát hương, bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Có phần hơi chột dạ, một linh tính mách bảo thiếu tá Việt không nên tiếp tục động vào thứ này. Thế nhưng thật là chiến sĩ công an, lại còn là đội trưởng đội điều tra, từng đối mặt với nhiều vụ án liên quan tới tính mạng con người, từng đối đầu với không biết bao tên tội phạm nguy hiểm. Những thứ đó thôi thúc sự tò mò bên trong con người của vị thiếu tá công an. Cuối cùng thiếu tá Việt ra quyết định, muốn biết bên trong là thứ gì, chỉ cần mở phần dây chỉ màu đỏ này sẽ biết. Tiếp một lần nữa nhắc lại câu nói ban nãy, hay là mình thôi đi thủ trưởng à? Cứ mở ra chắc cũng chẳng biết nó là cái thứ gì đâu. Chuyện này nằm ngoài chuyên môn của chúng ta. Đã làm đến mức này xong chỉ vì sợ mà dừng lại sao? Tôi không tin trên đời này có ma quỷ. Ai sợ có thể ra ngoài đi. Thiếu tá Viện cau mày giọng gay gắt. Không ai dám nói thêm câu nào. Cũng chẳng ai bước ra khỏi nhà. Bởi tuy sợ nhưng bản chất con người vẫn vậy, luôn bị những thứ bí ẩn kích thích sự ham muốn tìm hiểu, khám phá để thỏa mãn trí tò mò. Không do dự, thiếu tá Viện đặt thứ đó xuống, dùng tay cởi bỏ đi sợi chỉ đỏ buộc bên ngoài tấm vải đen. Khi sợi chỉ được rút ra là tấm vải sang hai bên. Trong ánh mắt của nguyên đội điều tra, bên trong tấm vải là một vật khô quắt, nhìn trông giống như một đoạn rễ cây có màu nâu vàng. Tiếp lại hỏi, rễ cây ư? Không, không phải là rễ cây đâu. Đây hình như là một bào thai người đã đem được sấy khô. Đồng chí công an pháp y khẽ nói. Đeo găng tay, thiếu tá Việt cầm cả tấm vải có chứa thứ đó lên nhìn cho thật rõ. Lời của đồng chí công an pháp y nói vừa quả không sai. Nhìn qua thoạt đầu đa phần đều nghĩ đây là một đoạn rễ cây. Nhưng khi đưa lên để quan sát thật kỹ, thiếu tá Viện thấy thứ này có đầy đủ các bộ phận cơ thể của một con người, bao gồm đầu mình, tay chân. Chỉ có điều toàn thân thai nhi đã bị duỗi thẳng ra và làm cho khô quắt lại. Nhìn đồng chí pháp y, thiếu tá Việt hỏi, thai nhi cỡ này sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu tuần tuổi? Nhìn thật kỹ một lúc sau, đồng chí công an mới trả lời câu hỏi của thiếu tá Việt. Bào thai này đã có đủ các bộ phận, sau khi làm khô lại còn chừng 7-8 cm. Theo như tôi đoán, ban đầu kích thước của bào thai sẽ vào khoảng 16-18 cm, tương đương bào thai ở giai đoạn 20 tuần tuổi, khoảng là 5 tháng. Tiếp lại sửng sốt, nhưng mà sao lại đem bào khô này chôn ở dưới bát hương? Chủ nhà này nghĩ gì vậy? Thiếu tá Việt nói, có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc buôn bán đắt hàng. Chỉ trong một thời gian ngắn mua được rất nhiều vàng của nạn nhân. Thủ trưởng, liệu có khi nào thế này cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân? Tiếp hỏi. Cái thở dài, thiếu tá Mạnh đáp, nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân là hung thủ đã có mặt tại ngôi nhà này đêm hôm qua. Còn có liên quan đến thứ này hay không thì không biết. Tạm thời đừng suy diễn lung tung. Trước mắt vẫn cần tập trung truy lùng dấu vết của tên sát nhân. Mấy thứ này tôi sẽ tìm hiểu sau khi về trụ sở công an huyện. Đồng chí công an pháp y nói, thủ trưởng à, theo tôi nghĩ chúng ta nên để mọi thứ lại ban thờ, không nên đem đi. Thiếu tá Việt hỏi, tại sao lại vậy? Đồng chí pháp y nuốt nước bọt rồi khẽ trả lời, không giấu gì thủ trưởng, tôi làm công việc giải phẫu khám nghiệm tử thi cũng đã được 7 năm. Dù suốt ngày tiếp xúc với xác chết, với máu mẻ,
những tưởng bản thân chai sạn với cảm giác sợ khi đối diện thi thể của con người. Thế nhưng cách đây 5 năm trước, khi chưa chuyển công tác về huyện mình, lúc đó tôi đang làm việc tại một tỉnh miền Tây. Có một vụ án đã xảy ra, nạn nhân là một người phụ nữ khi đó mang bầu 7 tháng. Cô ấy bị giết vào lúc giữa đêm. Sáng hôm sau hàng xóm sang nhà phát hiện rồi báo công an. Lúc chúng tôi đến cảnh tượng rất đáng sợ, cũng tương tự như vụ án của ngày hôm nay. Chỉ khác ở chỗ nạn nhân tị bị mổ ngực moi tim, còn thai phụ ở miền Tây kia thì bị mổ bụng moi lấy bào thai. Người dân quanh đó đồn đoán kẻ sát nhân đã giết thai phụ để cướp lấy bào thai đem luyện thành bùa ngải. Thiếu tá Viện bấy giờ cau mày, dùng thai nhi làm bùa ngải, có chuyện đó thật ư? Đồng chí công an pháp y gật đầu đáp: dạ vâng, loại bùa này có tên gọi là Cù Màn Thòng. Gần 9 giờ sáng, Thầy Lương cùng ông Thìn trở về nhà. Vừa mở cổng bước vào sân, bà Lanh cùng Tư chạy vội ra: hai người đã về rồi, sao giờ hả ông? Có bắt được con mụ tị không? Bà Lanh nhìn chồng hỏi dồn dập. Tư cũng không chịu kém: thầy à, thầy đã xử lý con mụ đó chưa? Con muốn đi mà thầy không cho, cơ mụ đó thì cứ phải để con. Con cầm thủ mụ từ cái hôm trước ở chợ rồi, những cái mỏ cùng mụ muốn xẻo nướng than hoa cho nó bỏ ghét. Thầy Lương bấy giờ đáp: mụ tị chết rồi, chết vào đêm rạng sáng ngày hôm nay. Nghe thầy Lương nói, bà Lanh cùng Tư sững cả người. Bà Lanh còn tưởng mình nghe nhầm cho nên hỏi lại chồng: thầy nói thật hả Minh? Ông Thìn gật đầu đáp: sáng nay tôi dẫn thầy ra chợ tìm mụ nhưng không thấy. Lúc mà chúng tôi đến nhà mụ thì đã thấy dân quanh đó bu kín bàn tán. Hỏi ra mới biết là mụ tị bị giết vào lúc đêm. À, tôi còn gặp cả thằng Tân ở đó. Thằng Tân nói nhỏ với tôi mụ bị giết ghê sợ lắm. Bị cắt cổ, bị đâm, xong rồi còn bị mổ banh ngực moi mất quả tim. Hiện giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Nó dặn tôi là nhờ mình đi đâu làm gì phải cẩn thận, cửa nẻo khóa trong khóa ngoài, tôi nhất buổi tối đừng đi ra đường, để khi nào công an bắt được tên sát nhân mới yên ổn. Từ bấy giờ ấp úng: thầy ơi, có khi nào là tên... Thầy Lương ngắt lời của Tư: vào trong nhà hãy nói, đứng ngoài này không tiện. Thầy cũng có vài điều muốn dặn dò mọi người trong vài ngày tới. Tư thấy ánh mắt cũng như vẻ mặt của thầy Lương thoáng chút âu lo, dường như thầy đang bất an chuyện gì đó. Và đến trong nhà ngồi xuống ghế, thầy Lương bấy giờ bảo: tôi đã chủ quan cho nên mới khiến sự việc ra nông nỗi này. Đáng lẽ khi đó tôi không nên tha cho hắn, không nên nhân từ mà nghĩ rằng hắn có thể quay đầu rồi cho hắn cơ hội bỏ trốn. Nếu không vì vậy, mụ tị kia đã không phải chết. Sao thầy lại tự trách mình? Mụ tị đó vốn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Chính mụ là người bỏ bùa các cô gái trong xã. Đã có 10 người vì ăn phải bùa ngải của mụ mà bị hãm hại. Chẳng nói đâu xa ngay cả em Diệp nhà bác Thìn, nếu không có thể ra tay cứu thì bây giờ cũng hỏng hẳn rồi. Vì nữa để tên khốn đó trốn là... Im lặng đi. Thầy Lương bất ngờ lớn giọng khiến vợ chồng ông Thìn và cả Tư giật mình. Ánh mắt khẽ cau lại quay sang nhìn Tư. Thầy Lương tỏ ý không hài lòng: cả những thứ tai họa đều từ miệng mà ra. Ta đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi, là khi muốn nói một điều gì đó con phải suy nghĩ thấu đáo, đừng vạ miệng bạ đầu nói đấy. Tư thẫn thờ nhưng ngay lập tức Tư hiểu ra được tại sao thầy Lương lại nổi giận như vậy. Cúi đầu, Tư khẽ lý nhí: dạ, con xin lỗi thầy. Bình sinh thấy thầy Lương lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm đạm, và chồng của ông Thìn không có nghĩ lúc thầy Lương lại lớn tiếng với Tư như vậy. Mặc dù đúng là Tư rất hay nói năng bừa bãi, nhưng lời Tư vừa nói cũng không hẳn là sai. Bà Lanh cười xòa lên tiếng nói đỡ cho Tư: thầy bớt nóng à, cháu Tư không có ý xấu. Ngay như vợ chồng con cũng nghĩ mụ tị đó chẳng có gì tốt đẹp, con Diệp nhà con may có thầy cứu chứ không đã xảy ra chuyện. Chẳng vợ chồng con nhất định không thể để yên cho mụ. Dạ đúng rồi đó thầy, ngay như hôm qua khi biết mụ ta là người bỏ bùa con Diệp, tôi còn muốn đến nhà đánh cho mụ ta một trận. Ông Thìn nói thêm. Hai vợ chồng ông Thìn không biết nguyên nhân khiến thầy Lương ngăn Tư nói tiếp.
Thở hắt ra, thầy Lương lại chép miệng lắc đầu. Đã là con người thì tính mạng của ai cũng đều quý giá như nhau. Trời cao có đức hiếu sinh, không triệt đường của ai bao giờ. Thế nên là cho dù mụ tỷ có làm điều ác, nhưng chưa đến mức phải chết. Bản thân mụ có khi cũng bị người khác lợi dụng, bước chân vào con đường bùa ngải hại người, không có kết quả tốt đẹp. Dùng hết phước trước, sau khi phước cạn rồi sẽ đến lúc gánh hậu quả. Tôi vẫn biết rằng cái chết của mụ là do nhân quả báo ứng, nhưng khiến mụ phải chết rõ ràng cũng là phần lỗi lớn do tôi. Thầy tôi từng dạy rằng, cứu được một người nhất định phải cứu. Thầy chết không cứu, ân hận đeo đẳng mãi về sau này. Ngoài ra trên đường về đây tôi cũng lo lắng suy nghĩ mãi. Bởi sau cái chết của mụ tỷ, e là tiếp tục sẽ có người phải chết. Thầy Lương thuật lại những gì trên đường về đây đã nói với ông Thìn. Bà Lành nghe xong mà tái nghít mặt mũi, toát cả mồ hôi lạnh. Ánh mắt thất thần, tay run rẩy nổi da gà. Bà Lành vừa nói vừa nhìn chồng. Ông đã thấy chưa? Tôi đã bảo mà, kiểu gì hắn ta cũng tìm đến gia đình của mình để báo thù. Trời đất ơi, sao lúc đó thì không xuống tay với hắn luôn chứ? Ông Thìn bấy giờ liền gắt. Đúng là cái loại đàn bà. Nghe chưa đâu vào đâu đã nhặng hết cả lên. Để im cho thầy Lương nói cái đã nào. Chuyện nó như thế đâu phải là thầy ấy muốn như vậy chứ. Ban đầu tôi cũng sợ như bà, nhưng nghĩ kỹ mà xem. Bà bảo thầy xuống tay là xuống tay thế nào? Giết người hả? Cứ cho là thầy Lương giết được tên đó, sao phải trình báo với chính quyền ra sao? Bà tôi giết thầy bùa cứu người hay gì? Ai tin chứ? Bà Lành rớm rớm nước mắt. Nhưng mà tôi sợ lắm. Không được nhìn, nhưng mà nghe ông kể lại mụ tị bị moi tim, chân của tôi đang nhũn mãi không dừng. Nhà chúng ta hại hắn đến mức hóa thành quỷ, sao hắn tha cho mình được chứ? Thầy Lương bấy giờ bảo, lỗi do tôi nên tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Tôi sợ ở lại đây cho tới khi bắt được tên thầy bùa đó, cho dù hắn có trở thành ma quỷ cũng nhất định bắt được hắn. Bà Lanh nghe mà mừng húm. Thầy à, thầy nói thật hả thầy? Thầy phải ở đây với gia đình con, thầy mà đi ấy, chú con chết mất. Ông Thìn lại gắt vợ. Phủi phui cái mồm của bà, cứ mở miệng ra để chết với chả chóc. Mà cái Diệp sao rồi? Hai đứa kia nó về nhà rồi hả? Bà Lanh gật đầu đáp. Vừa nãy tụi nó ngủ dậy, xong cả ba đứa dẫn nhau về nhà. Chú nó bảo đi như vậy, nói là đêm qua sang nhà mình ngủ thì bố mẹ nó mới tin. Tôi muốn đi cùng nhưng nóng ruột ở nhà đợi ông. Ông Thìn bấy giờ hoảng hốt. Sao bà lại để cái Diệp đi như vậy? Hai đứa kia về xong nó đi một mình từ bên Dũng Nghĩa hả? Thế nó đi lâu chưa? Bảo sao về nhà không thấy nó đâu. Tính hỏi mà mải chuyện với thầy Lương, cứ nghĩ là nó còn ngủ. Mau sang bên đó tìm nó về ngay, cho nó đang ở nhà lão bổn đó. Bà Lành bấy giờ liền ú ớ. Nhưng nhịn cái gì? Bà mau đi đi, không ấy để tôi đi. Ông Thìn cuống cuồng, từ bấy giờ liền bảo. Bác Thìn, hay là bác cứ ở nhà bàn việc với thầy, để cháu đi cùng bác Lanh sang đó đón em Diệp. Đoàn Tư hỏi thầy Lương. Thầy, cho phép con đi một chút à? Thầy Lương gật đầu đáp. Như vậy cũng được. Mọi người đừng quá lo, tên thầy bùa đó đã sinh quỷ niệm, đã uống máu ăn tim người, thì vào ban ngày hắn không dám xuất hiện đâu. Nhưng mà cần tắc vô áy náy, tốt nhất trong vài ngày tới nên hạn chế ra đường lúc tắt nắng, cô không nên đi đến những nơi vắng vẻ u ám. Tư gật đầu vâng dạ. Thầy Lương mở tay nải lấy ra một chiếc vòng tay được bện từ sợi của cây dâu tằm. Đan xen giữa những sợi dâu tằm là chỉ ngũ sắc. Ngoài ra buộc cùng chiếc vòng tay còn có một túi vải nhỏ màu đỏ, bên trong không biết đựng thứ gì. Đưa vòng tay cho Tư, thầy Lương căn dặn. Đeo chiếc vòng này vào sẽ giúp con tránh được ma quỷ. Trong túi đỏ này là cho ta lấy được ở lư đồng tại chính điện của chùa Trầm, một ngôi chùa linh thiêng. Dù ban ngày ma quỷ không dám xuất hiện, nhưng không may gặp chuyện, chỉ cần đổ cho này ra xoa lên mặt, lúc đó sẽ tránh được nạn, đi sớm về sớm. Tôi nhận vòng tay từ thầy Lương rồi nhanh chóng cùng bà Lanh sang bên thôn Dũng Nghĩa đón Diệp. Thầy Lương nói với ông Thìn. Phiền bác chủ nhà chuẩn bị cho tôi thật nhiều muối, bóc cho tôi đủ 81 tép tỏi.
tôi có việc cần dùng tới. Ông Thìn bấy giờ hỏi, thầy định dùng muối với tỏi để bắt ma bắt quỷ phải không thầy? Thầy Lương trả lời, không, hai thứ này chỉ dùng để ngăn cản ma quỷ lại gần ngôi nhà. Ông Thìn bấy giờ lại tiếp, nhưng chẳng phải trước đó thầy nói rất mong tên thầy bùa sẽ tìm tới đây, sao bây giờ tự dưng lại dùng muối và tỏi ngăn hắn lại gần ngôi nhà? Thầy Lương lại đáp, bởi tôi biết khi tôi còn ở đây hắn không dám xuất hiện, kể cả khi hắn đã hóa quỷ cũng không phải là đối thủ của Lương tôi. Chính vì vậy muốn trừ quỷ tôi phải tự mình đi tìm hắn. Đêm nay tôi sẽ rời khỏi nhà. Đầu giờ chiều tại trụ sở công an huyện, trong phòng làm việc của mình, thiếu tá Việt đang ngồi trầm ngâm nhớ lại câu chuyện hồi sáng. Cô Man Thong, nó là cái thứ gì vậy? Thiếu tá Việt nhíu mày hỏi lại đồng chí công an pháp y. Không chỉ thiếu tá Việt mà những đồng chí khác trong đội điều tra cũng nhìn nhau, lắc đầu không hiểu. Đồng chí công an pháp y giải thích, có lẽ mọi người ở ngoài này chưa từng hoặc ít nghe đến những thứ bùa ngải đáng sợ. Còn ở các tỉnh miền Tây khi nhắc đến Cô Man Thong, hầu như ai cũng biết. Thực ra cũng phải đến khi điều tra về vụ án đó thì tôi mới được nghe nhiều hơn về loại bùa ngải dã man, tàn độc có nguồn gốc từ Thái Lan này. Dân ở đó có nói, Cô Man Thong hay còn gọi tên khác là Quỷ Đinh Nhi, được luyện từ những bào thai chưa được sinh ra. Thầy phù thủy sẽ đem những thai nhi này đi sấy khô, yếm bùa chú, lập đàn cúng tế, dẫn dắt linh hồn. Sau khi luyện thành thứ bùa ngải này có thể thực hiện được những mong muốn của chủ nhân. Tiếp sờn da gà dùng mình hỏi, có thật không ạ? Đồng chí công an pháp lý liền trả lời, thật hay giả thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Tuy nhiên khoảng thời gian tôi còn công tác trong miền Tây, có rất nhiều những câu chuyện quỷ dị liên quan đến Cô Man Thong. Vụ án thai phụ bị sát hại để cướp đi thai nhi ấy cho đến tận khi tôi chuyển công tác ra ngoài Bắc vẫn chưa có kết quả. Hung thủ là ai vẫn chưa bắt được. Khi tôi dò hỏi đội điều tra, mặc nhiên ai cũng tránh né không trả lời, hoặc có thể cũng trả lời là không biết. Thiếu tá Việt cau mày, thật là tắc trách. Có biết tầm ảnh hưởng của các đồng chí trong đó không cao, tuy nhiên án có liên quan đến mạng người bỏ mặc không xử lý, đúng là không thể chấp nhận. Cấp trên không có ý kiến gì sao? Đồng chí công an pháp y liền thở dài, không phải là không có ý kiến, nhưng mà vụ án đó bị dừng lại là bởi trưởng phòng cảnh sát hình sự. Người trực tiếp đứng ra điều tra vụ án đã chết sau khi tiếp nhận hồ sơ một tháng. Chết? Tại sao lại chết? Thiếu tá Việt gần giọng. Đồng chí công an pháp y trả lời, tự tử. Người này treo cổ chết ngay trong phòng lúc vợ con còn đang ngủ. Sáng hôm sau khi người vợ tỉnh dậy, nhìn thấy xác chồng thì đã quá muộn. Theo lời bà vợ, trước đó ông ấy vẫn còn rất vui vẻ, không có biểu hiện gì buồn phiền hay chán nản. Buổi tối còn dạy con học bài, lúc lên giường còn nói mai phải dậy sớm để đến trụ sở giải quyết một số hồ sơ. Tuy nhiên đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Nói đến đây, đồng chí công an pháp y mặt tái đi thấy rõ, liếc nhìn bào thai đã sấy khô trên tay của thiếu tá Việt, mồ hôi lạnh khẽ lăn xuống sống mũi. Đồng chí công an pháp y bấy giờ run giọng, thủ trưởng à, cô nhận từng dạy, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Cho dù không tin không tín, nhưng theo tôi nghĩ những đồ vật như vậy tốt nhất không nên động vào. Đồng chí tiếp khi nãy có nói, dù sao đây cũng không phải là phạm chủ hiểu biết của chúng ta. Thiếu tá Việt ngắt ngang lời đồng chí công an pháp y, cái thời buổi nào rồi còn tin vào mấy chuyện như vậy chứ? Chỉ với thứ này có thể giết được tôi sao? Tôi biết mọi người đều sợ, nhưng tôi thì khác. Để rất có thể manh mối tìm ra hung thủ giết người, tôi sẽ đem nó về trụ sở nghiên cứu thêm. Thủ trưởng, em vào được chứ à? Thiếu tá Việt giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt ngang, nhìn xuống mặt bàn bào thay khô trong tấm vải đen đang để trước mặt. Mà ngăn kéo bàn, thiếu tá Việt bỏ thứ đó vào trong rồi đáp, vào đi. Mà cửa bước vào trong là tiếp, trên tay cầm một số giấy tờ để cho thiếu tá Việt tiếp nói. Thủ trưởng à, phía công an xã vừa gửi báo cáo lên,
Trong báo cáo là tổng hợp những gì thu thập được từ bà con hàng xóm cũng như tiểu thương ở chợ An Hội về nạn nhân. Thủ trưởng xem qua. Nhận lấy báo cáo đọc một lượt, dừng lại một chút vì đội trưởng đội điều tra chép miệng thở hắt ra. Vậy là nạn nhân có những mối quan hệ mập mờ. Trong này qua lời hàng xóm thì có đến 4 người đàn ông từng được cho là cặp bồ với nạn nhân trong hơn 1 năm qua. Đời sống riêng tư của nạn nhân phức tạp. Ở chợ tuy không đến mức hiểm khích nhưng cũng không được lòng mọi người. Tiếp gật đầu rồi tiếp. Vâng đúng vậy. Lúc gần trưa em có đi cùng đồng chí Tân công an xã ra chợ nơi mà nạn nhân buôn bán hàng ngày. Sau khi hỏi bà con tiểu thương ở đó, đâu là người ta không ưa cô tị này. Chỉ là một điều mấy năm hành nghề buôn bán đã đổi đến mấy món ăn, nhưng lần nào cũng chỉ được một thời gian ngắn là cô tị này bỏ. Theo như bà con hàng xóm, nạn nhân buôn bán không được, chỉ sống dựa vào việc cặp kè với đàn ông thôi. Đó là lý do hơn 1 năm mà cặp tới 4 người. Đây là những người trước thường hay lui tới nhà của nạn nhân. Hàng xóm còn nói sau khi có nhiều những người kiểu như là qua đường tình một đêm, bóc bánh chặt tiền khác nữa. Cách sống phóng túng của nạn nhân thành thử ra là vô tình khiến chòm xóm cảm thấy khó chịu. Có điều là khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, người ta thấy nạn nhân tên đeo vàng có khá nhiều trang sức. Việc buôn bán ở chợ cũng đã phát tài hơn. Bánh mì, bánh bao và xôi của nạn nhân bán chạy vô cùng. Mọi người vào mua nhiều lắm. Ngày nào cũng như ngày nào, người đến mua xếp hàng từ sáng sớm. Chỉ bán một lúc là hết veo. Trong khi so với lại giá chung thì nạn nhân bán đắt gấp đôi. Lắm khi không đủ hàng còn bán gấp 3, gấp 4 mà vẫn tranh nhau mua. Thiếu tá Việt liền đáp. Tôi cũng có nghe về chuyện này. Lúc khám xét hiện trường vụ án mạng, dưới nhà bếp của nạn nhân vẫn còn lại mẻ pate. Đây chắc là hàng chuẩn bị cho việc buôn bán vào hôm sau. Tôi cũng có yêu cầu lấy mẫu về xét nghiệm vì nghi ngờ nạn nhân sử dụng chất ma túy chế biến thực phẩm, khiến cho thực khách sau khi ăn sẽ bị nghiện. Kết quả chắc phải 2-3 ngày nữa mới có. Có tay xuống mặt bàn, suy nghĩ ít giây, thiếu tá Việt nói với tiếp. Được rồi, bây giờ thế này, cậu nói với anh em phối hợp với công an xã, ngay bây giờ sẽ tìm hiểu về 4 người đàn ông được cho là có quan hệ nam nữ với đại nạn nhân. Khéo léo một chút, điều tra xem trong đêm hôm qua họ ở đâu, làm gì. Dù có bằng chứng ngoại phạm phạm tội, vẫn muốn gặp riêng từng người để hỏi chuyện về nạn nhân. Ngày mai thu xếp gửi giấy mời họ đi công an xã để làm việc. Tôi đích thân xuống xã. Tiếp gật đầu. Vâng, em rõ rồi, thưa thủ trưởng. À mà thủ trưởng, bọn em có mua cơm hộp. Từ sáng đến giờ theo vụ án mà chưa ăn gì. Biết thủ trưởng cũng chưa ăn nên bọn em có mua cho cả thủ trưởng. Thủ trưởng ra ngoài ăn luôn cho nóng. Thiếu tá Việt bấy giờ liền bảo. Tôi không ăn đâu, các cậu cứ ăn đi. Tôi phải xem lại ảnh hiện trường nơi chụp xảy ra vụ án mạng. Mọi người ăn đi rồi còn làm việc. Dạ vâng, thế bọn em sẽ để phần cho thủ trưởng. Em xin phép ra ngoài. Tiếp nói đoạn rời khỏi phòng. Bên trong phòng, thiếu tá Việt tiếp tục xem cho thật kỹ những giấy tờ, hồ sơ báo cáo liên quan đến vụ án mạng của nạn nhân Tị. Tiếp ra bên ngoài, những đồng chí từ đội điều tra cùng đồng chí công an Pháp Huy đang ngồi ăn cơm. Một người liền hỏi. Sếp đâu? Sao không gọi sếp ra ăn cơm? Tiếp liền tặc lưỡi. Tôi gọi rồi nhưng sếp bảo đang bận xem lại ảnh chụp hiện trường. Cái để hộp cơm của sếp đấy. Một lát nữa sếp đói tự lấy mà ăn. Một đồng chí khác lại gật đầu. Sếp trước giờ vẫn vậy mà. Cứ mỗi lần có án là tập trung điều tra quên ăn quên ngủ. Thôi tụi mình ăn đi, tôi đói quá. Sáng giờ đến được đúng cái bánh mì thôi. Đâu, cơm tôi đâu rồi? Từ từ nào, để tôi lấy cho. Hộp nào chẳng như nhau, có gì phải chọn. Đồng chí nữ công an đánh khẽ vào tay đồng đội, không cho người này mở hộp cơm ra lựa chọn. Cả đội ăn uống vui vẻ sau hơn nửa ngày tất bật. Tiếp nhìn đồng chí công an Pháp Y liền hỏi. Anh Hiển sao vậy? Ăn đi chứ, còn nhiều việc lắm đấy. Tranh thủ ăn lấy sức. Đồng chí công an Pháp Y tên Hiển nhìn tiếp rồi ậm ừ. Tự ăn ra đây, mọi người cũng ăn đi. Xuống miếng cơm đưa lên miệng nhai nhịu nhạo. Một người trong đội điều tra chiêu. Cái ông Hiển này ăn cơm mà như bò nhai rơm không bằng đó. Khổ quá uống canh vài ngơi. Hay là nhìn thi thể người chết bây giờ không ăn được cơm. Người khác cũng hùa theo mà chiêu. Ôi trời, ai tranh Hiển thì có mà vừa ăn cơm vừa khám nghiệm tử thi còn được. Mấy lần xuống khu nhà xác, chả thấy anh ấy vừa ăn bánh mì vừa ghi chép chép. Nhưng mà nói gì thì nói, vụ án lần này cũng thật đáng sợ. Hung thủ còn chưa bắt được nữa mà.
Nơi công an trong đội lo lắng. Tiếp bấy giờ hỏi: anh Hiền à, sao vậy? Và đang nghĩ đến cái bùa thanh như khô quắt à? Tính sếp Việt anh còn lạ gì, chẳng bao giờ sếp tin vào một cái chuyện ma quỷ đâu. Sếp cứng lắm. Kệ sếp thôi anh ạ. Hiền liền thở dài: anh lo cho sếp vì cái câu chuyện lúc sáng anh kể vừa có chương hết. Tiếp nghe vậy thì tròn mắt. Là sao hả anh? Chẳng phải vụ án dừng lại là người phụ trách tự tử chết cả rồi? Hiền liền đáp: đúng vậy. Nhưng mà không chỉ một mình ông ấy tự tử chết. Sau cái chết của ông ấy, 3 ngày sau, vợ con của ông ấy cũng chết cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.